thời gian qua thì khách hàng đã ủng hộ cửa hàng khá là nhiều. Thì trong thời điểm khai trương thì rất mong là khách hàng sẽ dành sự ưu ái và ưu tiên như từ trước đến giờ khách hàng đã ủng hộ. Đã đến đây cũng mua sắm hết mấy lần rồi, thấy hàng chất lượng rất ok. Buổi khai trương ngày hôm nay mình thấy rất là xôn, nói chung là hoành tráng và có rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn. Mình cũng tới đây để mà mua thêm mấy cái gối cho ba mẹ của mình, tại vì gối ở đây nằm rất là thích.